Hello, xin chào tất cả những quý khách hàng thân yêu của Sơn Đông. Dạo gần đây thì bên Sơn Đông chúng em đang có chương trình sale cực sốc giá tận gốc lên đến 45%. Trong cái đó thì sẽ có những cái sản phẩm được giảm nhiều hơn những sản phẩm đang có sẵn tại cửa hàng showroom Sơn Đông, đó chính là 5%. Và hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một trong những sản phẩm đó, đó chính là một chiếc tủ TV vô cùng hoành tráng. Nếu như quý khách hàng nào yêu thích phong cách truyền thống thì khi nhìn vào sản phẩm này tất nhiên là sẽ rất là yêu thích rồi, đúng không? Bây giờ em sẽ mời cameraman quay gần lại để chúng ta có thể nhìn rõ hơn về cái sản phẩm này và nguyên nhân tại vì sao mà sản phẩm này được giảm nhiều đến như vậy. Hiện tại thì chúng ta có thể thấy trên cái biển giá này, đúng không mọi người? Đây chính là mức giảm giá 25% nè. Tuy nhiên thì những sản phẩm thông thường khác ở cửa hàng showroom Sơn Đông thì chỉ được giảm 20% thôi nha mọi người. Và ngoài ra cái mức giảm này thì còn có những chiết khấu khác, giống như là quý khách hàng thanh toán trong vòng 3 ngày sẽ được cộng thêm 5% nữa. Đó chính là 30%. Đặc biệt là những quý khách hàng nào mà VIP, siêu VIP và super VIP thì sẽ được cộng dồn. Đối với những khách mà super VIP cộng thêm 15% nữa thì sẽ tương đương với mức là 45% rồi nha mọi người. Một chiếc tủ TV như thế này, chúng ta có thể nhìn cận cảnh, giá gốc là 510 triệu mà giảm đến 45% thì tương đương với 50% thì mọi người có thể hình dung ra là mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu rồi, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn và chi tiết hơn về chiếc tủ này nha. Đây, chiếc tủ này là một mẫu tủ rất là hoành tráng, có thể nói là một chiếc tủ TV giá trị nhất ở Sơn Đông hiện tại luôn. Được làm bằng chất liệu chính, đó chính là gỗ cẩm lai. Nhìn xa xa thì chắc là quý khách hàng cũng đã đoán được rồi, tại vì cái màu gỗ cẩm lai rất là đặc trưng bởi cái màu sắc tự nhiên nhưng mà toát lên một cái gam màu sang trọng. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy được những đường vân rất là nổi trội của dòng gỗ này luôn. Vân thì rất là nhiều, vì thế mà nó tạo cho cái đặc điểm của gỗ này đó là cứng chắc bền nha. Thời hạn sử dụng dành cho chiếc tủ này thì rất là lâu nha mọi người, có thể là chục năm, thậm chí là hàng trăm năm luôn. Đó. Và sản phẩm này thì được chạm với những thông số vô cùng VIP luôn. Với cái phần bề mặt này nè mọi người thì được chạm sâu là 2cm. Đó. Và toàn bộ cái ván của phần mặt thì chúng ta có thể thấy rồi, đó là ván tấm ván dày 4cm và được chạm sâu 2cm nha mọi người. Riêng cái phần ván nóc và ván của yếm tủ thì được làm từ những cái khối gỗ mà dày đến tận 9cm luôn. Và đây là những cái phần gỗ được Sơn Đông tuyển chọn rất là kỹ lưỡng và lọc giác chỉ còn lại dưới 5% thôi. Phần chân tủ thì là chân 16 nha mọi người. Một điều đặc biệt đó chính là phần cột tủ. Chúng ta có thể thấy phần cột này là cột 12 nè. Đó. Và toàn bộ những cái phần như là ván cánh và ván hộc thì được làm rất là kỹ lưỡng. Chúng ta có thể thấy cả bên trong lẫn bên ngoài đều được tuyển chọn và vân rất là đẹp luôn. Chà nhám thì mọi người khỏi phải bàn rồi, không có hề bị xước tay một chút xíu nào hết. Đó. Vậy tại sao cái sản phẩm này thì lại thuộc vào cái top là được giảm giá nhiều nhất? Tại vì một phần á là cái mức giá của chiếc tủ TV này hiện tại khá là cao và phải nói là rất ít khách hàng có thể sở hữu được em nó. Tại vì chất liệu chính là 100% gỗ cẩm lai kết hợp với mặt kiếng nè mọi người. Đó, và tiếp theo đó chính là phong cách truyền thống thì phải nói là rất là ít quý khách hàng nào có thể sở hữu những cái không gian như thế này. Tại vì ngày nay là cuộc sống rất hiện đại, chúng ta có nhiều phong cách giống như là phong cách hiện đại, cổ điển hoặc là tân cổ điển nè. Những cái gian nhà mà theo phong cách truyền thống thì phải nói là gia chủ rất là chịu chơi luôn. Và đặc biệt là sẽ rất là thích những cái hình tượng tứ linh phong thủy tốt giống như là Long Lân Quy Phụng nè. Và chiếc tủ này thì cũng đã được kết hợp rất là nhiều hình ảnh đó. Chúng ta có thể thấy những cái hình ảnh được chạm rất là nổi luôn đấy mọi người. Cho nên là khi sở hữu về không gian thì đảm bảo sẽ mang lại phong thủy rất là tốt về cho gia chủ nhà mình. Đó. Một hình ảnh nổi trội bên trên đó chính là hình ảnh lưỡng long chào nguyệt, chúng ta có thể thấy. Đó. Chiếc tủ TV này sở hữu những thông số kích thước rất là khủng. Có thể nói là em đứng đây nhưng mà mọi người nhìn thấy em rất nhỏ, đúng không nào? Và chiều ngang của chiếc tủ này thì tới tận 3m7, chiều cao là 2m75 và chiều sâu là 78 nè. Quý khách hàng nào có thể sở hữu sản phẩm này thì em có thể nói là khẳng định là chỉ có 1 không 2 nha mọi người. Và sẽ rất là mang lại quyền lực cho gia chủ cũng giống như là độ giàu sang chịu chơi của gia chủ nè. Hiện tại thì sản phẩm này đang trưng bày tại showroom số 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Quý khách hàng nào quan tâm có thể liên hệ đến em thông qua số hotline mà em ghi trên màn hình là 0399830770 để được em hỗ trợ và tư vấn mình trực tiếp nhé. Hiện tại thì Sơn Đông đang có chương trình sale rất là sốc luôn và phải nói là chương trình này là sale giá thấp nhất trong năm qua luôn. Quý khách hàng nào yêu thích thì hãy sở hữu ngay cho mình để có được một sản phẩm ưng ý. Và bây giờ video hết rồi, bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.